Biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì. Chống ma bằng gươm trí, không ham đắm sân si. Thân này chẳng bao lâu, sẽ nằm dài trên đất. Như khúc cây vô dụng, bị dứt bỏ bên đường. Mọi sắc tướng hiện diện trong trời đất, vẫn đang trên đường quy diệt. Người phí sức tranh luận hơn thua, vì quên mất lý du. Thành trụ hoài không, xin hãy chớ xem thường. Ham khoai lạc dễ bị mắc dương, tình trường cổ lụy tai ương. U ám mê mờ chẳng tường lối ra. Như cành mềm trước bão tua phong ba, tháng ngày dài nắng táp mưa xa. Cây xa xơ còn chi ngại ngần. Thâm sâu vi diệu muôn phân, nhờ sáng suốt phân biệt đúng sai trên ngoài trong dưới, nên người tinh tấn tiến tu luôn được nhẹ nhàng vui tươi, hồn nhiên thanh thản, mau đạt đến cảnh giới vô ưu. Chân thật niết bàn như ngôi nhà kiên cố giữa rừng sâu núi vắng đại ngàn. Mưa lũ sấm dâng nước tràn bão dậy, cây cối ngã dài thu rừng hoảng loạn hải kinh. Người chủ ở trong nhà vẫn bình an tự tại, diệt mọi tham ái, dứt buồn lùng ngã mạng, dứt tuyệt lòng si dại đam mê. Thì khổ lụy trần ai không hề vướng bận,
tâm tư luôn an định. Ngày đêm chuyên cần tinh tấn, không còn ngại ngần sợ giông bão chuyển lai. Thuyền Bát Nhã đổ người ngay qua biển ái muôn trùng, vượt khổ nạn khốn cùng đến bên bờ an vui. Gió mát trăng thanh sao khói ngậm ngùi, thương những sinh vật bị chôn vùi dưới đáy biển sâu. Kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, tâm buông lung nẻo tà, gây ác nghiệp tự ta. Nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, vừa đau vừa thảm não, trả nghiệp báo mình gieo. Người tạo ác, ác phải đọa vào ác thú, khổ trăm lần kiếp cũ vừa trải qua. Ta đem đến cho người hoan hỷ vui ca, không những hưởng an lạc thái hòa, còn được phước báo sinh qua nhiều cõi khác. Thân phàm phu kiên trì theo chánh pháp, công tu tập lớn dần, rúng động khắp chư thiên. Sống trong cảnh giới thần tiên, một phen dứt sạch não phiền thế gian, đổ người thoát cảnh nguy nạn, đời đời phước báo lòng vàng che thân. Nếu tâm không an trú, pháp chân diệu mịt mù, bị não phiền rúng động, trí tuệ không viên thành. Tâm hoảng hốt dao động, ái dục sẽ theo về, tâm lành an lạc đến, người mến vật thương yêu. Đã biết thân này như bọt nổi, cảnh trần gian nào khác bến mê. Bản tâm ta quyết tìm về, mở vòng quán nghiệt, thoát bề tử sanh. Như nước lũ cuồng phăng những xóm làng đang say ngủ, tử thần sẽ lôi kéo đi những người sinh tâm tham ái, trước bóng hoa dục lạc mình tham lam góp nhặt cho mình. Tâm si ai phát sinh là con đường dẫn vào thứ tơ. Hãy cứ nhìn con ông kiếm qua, ông cứ miệt mài chăm chăm lấy mật, không gì ngây ngất mê lầm, làm tổn thương hương sắc của trăm hoa. Đừng xuôi mình dòm ngó, lầm lỗi của người hoặc buông lời ngạo mạn khinh khi, phản quan tự kỳ, tự soi rồi mình nhận biết đúng sai, coi đã tốt hay chưa, tự nhắc nhở mình sửa trí lao tâm. Kẻ sống ích kỷ hại nhân, ngày chết đi sẽ đọa vào quá ngục. Cả những ai mở miệng nói điều lành mà lại ác tâm, vì như có dài qua hẹn
sớm héo tàn chẳng để lại chút hương thơm. Người lương thiện lời nói hành động đi đôi ai cũng thương yêu quý trọng. Hương chân chánh hương đức hạnh bay xa dù gặp gió ngược chiều. Hạnh an lạc lan tỏa khắp mọi miền còn sống nhát tận chư thiên.